Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, các bước để thành công. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Sách Luca chương 2 mục 49 từ Kinh Thánh. Tôi biết rằng công việc kinh doanh, nghề nghiệp hoặc hoạt động của tôi là công việc của Chúa. Công việc kinh doanh của Chúa về cơ bản luôn thành công. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết mỗi ngày. Tôi biết, tôi tin và chấp nhận sự thật rằng luật giàu có của Đức Chúa Trời luôn làm việc cho tôi, thông qua tôi và tất cả những người xung quanh tôi. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi chứa đầy hành động đúng đắn và biểu hiện đúng đắn. Ý tưởng, tiền bạc, hàng hóa và địa chỉ liên hệ mà tôi cần là của tôi bây giờ và mọi lúc. Luật hấp dẫn vũ trụ thu hút tất cả những thứ này đến với tôi một cách không cưỡng lại được. Chúa là sự sống của công việc kinh doanh của tôi. Tôi được Thiên Chúa hướng dẫn và truyền cảm hứng về mọi mặt. Mỗi ngày, tôi đều có những cơ hội tuyệt vời để phát triển, mở rộng và tiến bộ. Tôi đang gây dựng thiện chí. Tôi là một thành công lớn bởi vì tôi kinh doanh với những người khác như tôi muốn họ làm điều đó với tôi. Ba bước để thành công. Hãy để chúng tôi thảo luận về ba bước để thành công. Bước đầu tiên để thành công là tìm ra điều bạn thích làm và sau đó thực hiện nó. Thành công là yêu thích công việc của bạn. Mặc dù nếu một người đàn ông là bác sĩ tâm thần, thì việc lấy bằng tốt nghiệp và dán nó lên tường là không đủ. Anh ta phải theo kịp thời đại, tham dự các hội nghị và tiếp tục nghiên cứu tâm trí mà nó đang hoạt động. Bác sĩ hoặc bác sĩ tâm thần thành công phải có sự quan tâm đến bệnh nhân của mình. Ai đó có thể nói, làm thế nào tôi có thể đưa bước đầu tiên vào hoạt động? Tôi không biết tôi nên làm gì. Trong trường hợp như vậy, hãy cầu nguyện để được hướng dẫn như sau. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi tiết lộ cho tôi vị trí thực sự của tôi trong cuộc sống. Lặp lại lời cầu nguyện này một cách lặng lẽ, tích cực và đáng yêu cho tâm trí tiềm thức của bạn. Khi bạn kiên trì với niềm tin và sự tự tin, câu trả lời sẽ đến với bạn như một cảm giác, một linh cảm hoặc một xu hướng theo một hướng nhất định. Nó sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và yên bình và như một nhận thức im lặng bên trong. Bước thứ hai, để thành công là chuyên sâu vào một số nhánh công việc cụ thể và hiểu rõ về nó hơn bất kỳ ai khác. Ví dụ, nếu một thanh niên chọn hóa học là nghề nghiệp của mình, anh ta nên tập trung vào một trong nhiều ngành của lĩnh vực này. Anh ấy nên dành toàn bộ thời gian và sự chú ý cho chuyên ngành đã chọn của mình. Anh ta cần trở nên đủ nhiệt tình để cố gắng biết tất cả những gì có sẵn về lĩnh vực của anh ta. Nếu có thể, anh ta nên biết nhiều hơn bất cứ ai khác. Chàng trai trẻ nên trở nên nhiệt thành, quan tâm đến công việc của mình và nên khao khát được phục vụ thế giới. Ai là người vĩ đại nhất trong bạn? Hãy để người ấy trở thành người phục vụ bạn. Có một sự tương phản lớn trong thái độ tâm trí này so với thái độ của người chỉ muốn kiếm sống hoặc phải chỉ kiếm sống qua ngày. Vượt qua không phải là thành công thực sự. Động cơ của con người phải lớn hơn, cao hơn và vị tha hơn. Người ấy phải phục vụ người khác. Bước thứ ba là bước quan trọng nhất. Bạn phải chắc chắn rằng điều bạn muốn làm không chỉ dẫn đến thành công của bạn. Mong muốn của bạn không được ích kỷ, nó phải mang lại lợi ích cho nhân loại. Đường dẫn của một mạch hoàn chỉnh phải được hình thành. Nói cách khác, ý tưởng của bạn phải xuất phát với mục đích ban phước hoặc phục vụ thế giới. Sau đó, nó sẽ quay trở lại với bạn. Nếu việc đó chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, thì vòng tròn hoặc mạch hoàn chỉnh sẽ không được hình thành và bạn có thể gặp phải hiện tượng đoạn mạch trong cuộc sống, có thể bao gồm giới hạn hoặc bệnh tật. Thước đo thành công đích thực. Một số người có thể nói, nhưng ông James đã kiếm được tiền từ việc bán kho dầu gian lận. Một người đàn ông có thể thành công trong một thời gian, nhưng số tiền anh ta có được do lừa đảo thường không cánh mà bay. Khi chúng ta cướp của người khác, chúng ta cướp của chính mình, bởi vì chúng ta đang ở trong tâm trạng thiếu thốn và hạn chế. Điều này có thể thể hiện trong cơ thể, cuộc sống gia đình và công việc của chúng ta. Những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận, chúng ta đã tạo ra.
chúng ta tạo ra những gì chúng ta tin tưởng. Mặc dù một người đàn ông có thể đã tích lũy tài sản một cách gian lận, nhưng anh ta không thành công. Không có thành công nào mà không có sự an tâm. Tài sản tích lũy của con người có ích lợi gì nếu anh ta không ngủ được hàng đêm, bị ốm hoặc mặc cảm? Tôi biết một người đàn ông ở London, người đã kể cho tôi nghe về những chiến công của anh ta. Anh ta từng là một kẻ móc túi chuyên nghiệp và đã tích lũy được một số tiền lớn. Anh đã có một ngôi nhà ở Pháp và sống theo phong cách giàu có ở Anh. Câu chuyện của anh ta là anh ta thường xuyên lo sợ bị bắt giữ. Anh ta mắc nhiều chứng rối loạn nội tâm, chắc chắn là do nỗi sợ hãi thường trực và mặc cảm tội lỗi sâu kín trong lòng anh ta gây ra. Anh biết mình đã sai. Cảm giác tội lỗi sâu sắc này đã thu hút mọi loại rắc rối đến với anh. Sau đó, anh ta tự nguyện ra đầu thú với cảnh sát và chấp hành án tù. Sau khi ra tù, anh ta đã tìm kiếm lời khuyên về tâm lý và tinh thần và trở nên biến đổi. Anh đã đi làm và trở thành một công dân trung thực, tuân thủ pháp luật. Anh ấy tìm thấy những gì anh ấy thích làm và hạnh phúc. Một người thành công yêu thích công việc của mình và thể hiện hết mình. Thành công phụ thuộc vào một lý tưởng cao cả hơn là sự tích lũy giàu có đơn thuần. Người thành công là người sở hữu sự hiểu biết tuyệt vời về tâm lý và tinh thần. Nhiều nhà công nghiệp vĩ đại ngày nay phụ thuộc vào việc sử dụng chính xác tiềm thức của họ để đạt được thành công. Có một bài báo được xuất bản cách đây vài năm về Flagler, một ông trùm dầu mỏ. Anh thừa nhận rằng bí quyết thành công của anh ta là khả năng tìm thấy một dự án đang hoàn thành. Ví dụ, trong trường hợp của anh ta nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một ngành công nghiệp dầu mỏ lớn, nhìn thấy xe lửa chạy trên đường ray, nghe thấy tiếng còi và nhìn thấy khói. Sau khi nhìn thấy và cảm thấy sự hoàn thành lời cầu nguyện của mình, tiềm thức của anh ấy đã hiện thực hóa nó. Nếu bạn hình dung một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ được cung cấp những nhu cầu cần thiết theo những cách bạn chưa biết, thông qua sức mạnh làm việc thần kỳ của tiềm thức. Khi xem xét 3 bước để thành công, bạn không bao giờ được quên sức mạnh tiềm ẩn của lực lượng sáng tạo trong tiềm thức của bạn. Đây là năng lượng hỗ trợ tất cả các bước trong bất kỳ kế hoạch thành công nào. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Suy nghĩ kết hợp với cảm giác sẽ trở thành một niềm tin hoặc niềm tin chủ quan, và theo niềm tin của bạn thì điều đó có được thực hiện đối với bạn. Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29 từ Kinh Thánh. Kiến thức về một sức mạnh bên trong có khả năng vượt qua mọi ước muốn của bạn, mang lại cho bạn sự tự tin và cảm giác bình yên. Dù lĩnh vực hành động của bạn có thể là gì, bạn cũng nên tìm hiểu quy luật tiềm thức của mình. Khi bạn biết cách áp dụng sức mạnh của trí óc và khi bạn thể hiện hết mình và cống hiến tài năng của mình cho người khác, đó là con đường chắc chắn dẫn đến thành công thực sự. Nếu bạn nói về công việc của Đức Chúa Trời hoặc bất kỳ phần nào của nó, thì Đức Chúa Trời theo bản chất của Ngài là dành cho bạn. Ai có thể chống lại bạn? Với sự hiểu biết này, không có quyền lực nào trên trời hay dưới đất ngăn cản bạn thành công. Bạn có thể chọn sự tự tin, chiến thắng và vinh quang. Kinh Thánh nói, hãy chọn ngày này mà các ngươi sẽ phụng sự. Chìa khóa của sức khỏe, hạnh phúc, an bình và dồi dào nằm ở khả năng lựa chọn. Khi chúng ta học cách suy nghĩ đúng đắn, chúng ta sẽ ngừng lựa chọn đau đớn, khốn khổ, nghèo đói và hạn chế. Ngược lại, chúng ta sẽ chọn từ kho báu của vô hạn bên trong chúng ta. Mỗi người sẽ nói một cách dứt khoát và xác quyết. Tôi chọn hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng, khôn ngoan và an tâm. Thời điểm chúng ta đi đến kết luận chắc chắn đó trong tâm trí ý thức của mình, tiềm thức của chúng ta được hỗ trợ bởi sức mạnh và trí tuệ của đấng vô hạn sẽ hỗ trợ chúng ta. Hướng dẫn sẽ đến và con đường hoặc thành tựu sẽ được tiết lộ cho chúng ta. Hãy khẳng định một cách chắc chắn và tích cực mà không hề do dự, nghi ngờ hay sợ hãi. Chỉ có một sức mạnh duy nhất của sự sáng tạo, và đó là sức mạnh của bản thân sâu sắc hơn của tôi. Có một giải pháp cho mọi vấn đề. Điều này tôi biết, khẳng định và tin tưởng. Khi chúng ta mạnh dạn khẳng định những sự thật này, chúng ta sẽ nhận được hướng dẫn và các bước chúng ta thực hiện sẽ được tiết lộ cho chúng ta. Sự khải hoàn của cầu nguyện.
Bây giờ tôi đã buông bỏ mọi thứ, tôi bước vào nhận thức của hòa bình, hòa hợp và niềm vui. Đức Chúa Trời là tất cả, trên tất cả, qua tất cả và trong tất cả. Tôi dẫn dắt cuộc đời chiến thắng bởi vì tôi biết rằng tình yêu thiêng liêng hướng dẫn, chỉ dẫn, nâng đỡ và chữa lành cho tôi. Sự hiện diện vô hạn của Đức Chúa Trời ở ngay trung tâm con người tôi. Bây giờ nó được thể hiện trong mọi nguyên tử của cơ thể tôi. Không thể có sự chậm trễ, trở ngại hoặc cản trở việc thực hiện ước muốn của trái tim tôi. Quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời hiện đang thay mặt tôi. Tôi biết mình muốn gì, mong muốn của tôi là rõ ràng và dứt khoát. Tôi chấp nhận nó hoàn toàn trong tâm trí tôi. Tôi vẫn trung thành đến cùng. Tôi đã vào thành Jerusalem. Điều này có nghĩa là tâm trí tôi bình an. Lạc trong rừng và làm thế nào để thoát ra? Khi sử dụng tiềm thức, chúng ta phải ghi nhớ lý do của nó một cách suy luận. Nó chỉ nhìn thấy kết thúc, do đó đưa đến một kết luận hợp lý, tuần tự về bản chất của tiền đề trong tâm trí có ý thức. Khi tôi khoảng 11 tuổi, tôi bị lạc trong rừng rậm. Lúc đầu tôi vô cùng sợ hãi và sau đó tôi bắt đầu tuyên bố rằng Chúa sẽ dẫn tôi ra ngoài. Tôi đã bị nắm giữ với một linh cảm mạnh mẽ để đi theo một hướng nhất định. Sự thúc đẩy bên trong hay xu hướng của tiềm thức mà tôi dõi theo đã được chứng minh là đúng và tôi đã được dẫn dắt một cách kỳ diệu vào vòng tay của một nhóm tìm kiếm sau 2 ngày. Điều này dẫn chúng ta đến sự thúc giục của tiềm thức vốn biết đường ra khỏi rừng rậm. Nhiều người sống trong một khu rừng tinh thần với những suy nghĩ hoang mang, sợ hãi và rối loạn thần kinh. Đường ra khỏi khu rừng này rất rõ ràng, tuyên bố rất mạnh mẽ rằng trí tuệ tiềm thức bên trong đang mang lại trật tự, hòa bình và hài hòa vào cuộc sống của bạn. Khi bạn làm điều này thường xuyên và có hệ thống, kết quả đúng chắc chắn sẽ theo sau bởi vì trí tuệ, sức mạnh và tình yêu của các nguồn lực vô hạn của tiềm thức đang thay mặt bạn. Sức mạnh toàn năng của tiềm thức đang làm việc cho bạn. Trồng hoa trong khu vườn tâm trí. Hãy nghĩ về một khu vườn, sau đó bạn sẽ hiểu khía cạnh kép của tâm trí và quy luật chủ quan mà nó vận hành. Trí óc tỉnh táo gieo hạt vào đất, nó quyết định loại hạt sẽ được gieo. Như bạn đã biết, đất sẽ phát triển bất cứ thứ gì được trồng trong đó, dù là nho hay gai. Tương tự, hãy xem tiềm thức như một mảnh đất, nó chứa tất cả các yếu tố cần thiết cho sự phát triển. Một lần nữa, chúng ta hãy nhận ra rằng đó là bản chất của đất sinh ra. Nhưng như bạn biết đấy, nó không hề quan tâm đến những gì nó mang lại. Nó không quan tâm đến việc nó mang lại cây thường xuân độc hay phong lan. Tất cả các quy luật của tự nhiên sẽ bị vi phạm nếu đất từ chối sản sinh hoặc phát triển các loại thực vật độc hại, nếu đây là điều mà tâm trí có ý thức chọn để phát triển. Chính xác thì điều tương tự cũng đúng với tiềm thức. Đó là một người chăm sóc, nó không bao giờ thắc mắc hoặc phản biện lại. Nó chấp nhận những gì được ký gửi và tạo ra theo kinh nghiệm của bạn, cho dù nó là tốt hay xấu. Hãy trồng bất cứ điều gì là chân thật, chính đáng, thuần khiết, đáng yêu, cao quý và có phúc báo. Và hoa lan sẽ nở rộ trong khu vườn của tâm trí, cơ thể và kinh nghiệm của bạn. Bí mật của hành động đúng đắn. Dành hết tâm trí cho câu trả lời đúng cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời bên trong. Phản ứng là một cảm giác, một nhận thức bên trong và một linh cảm chế ngự. Nhờ đó, bạn biết rằng bạn biết. Bạn đã sử dụng sức mạnh và trí tuệ của tiềm thức đến mức nó bắt đầu sử dụng bạn. Tôi đã cầu nguyện cho một cậu bé trong thế chiến cuối cùng. Mẹ cậu ấy nói với tôi rằng bà đã nhận được một bức điện thông báo rằng cậu ấy đã bị giết trong trận chiến. Tôi cảm thấy rằng điều này là không đúng sự thật và đã nói với bà ấy như vậy. Tôi không thể chứng minh điều đó một cách khách quan, nhưng về mặt chủ quan, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng cậu ta còn sống. Các sự kiện tiếp theo đã xác minh niềm tin này. Anh ấy đã và đang còn sống khỏe mạnh. Bạn không thể thất bại hoặc thực hiện một bước sai lầm trong khi tin tưởng và hoạt động dưới sự chỉ đạo của trí tuệ tiềm thức bên trong. Bạn nhận được sự hướng dẫn phù hợp với suy nghĩ theo thói quen của bạn. Nếu bạn suy nghĩ và dựa vào những nỗi sợ hãi, rắc rối và thất bại, bạn sẽ bị hướng dẫn sai hướng và sẽ có nhiều hỗn loạn và bối rối hơn. Hãy nắm bắt suy nghĩ tuyệt vời này và chấp nhận nó. Không có gì phải sợ hãi trong toàn bộ vũ trụ. Bạn có quyền năng và khả năng kiểm soát thông qua việc sử dụng khôn ngoan tiềm thức của mình.
Hãy quyết tâm một lần và mãi mãi rằng bên trong bạn là câu trả lời cho mọi vấn đề. Niềm tin này kích hoạt sức mạnh tiềm thức và đặt trí tuệ và lợi ích của nó vào hoạt động cho bạn. Bây giờ, hãy ngồi xuống yên tĩnh và tưởng tượng một hồ nước tuyệt đẹp trên núi. Trên mặt hồ yên tĩnh, bạn nhìn thấy những ngôi sao, mặt trăng và những cái cây gần đó được phản chiếu. Nếu mặt hồ bị xáo trộn, bạn sẽ không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Tương tự như vậy, hãy tĩnh lặng tâm trí, thư giãn và buông bỏ. Hãy nghĩ về sự yên bình và tĩnh lặng. Biết câu trả lời thực sự luôn đến trong hòa bình. Sau đó, trên dòng nước phản chiếu của tâm trí bạn sẽ chuyển câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy sử dụng lời cầu nguyện sau. Tôi biết rằng câu trả lời cho vấn đề của tôi nằm ở bản thể Thượng Đế bên trong. Bây giờ tôi trở nên yên bình, tĩnh lặng và thư thái. Tôi đang bình an. Tôi biết Chúa nói trong hòa bình và không bối rối. Tôi bây giờ hòa hợp với vô hạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trí tuệ vô hạn đang tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo. Tôi nghĩ về giải pháp cho các vấn đề của mình. Bây giờ tôi đang sống trong tâm trạng mà tôi muốn rằng vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi thực sự sống trong niềm tin và sự tin tưởng bền vững này. Đó là tâm trạng của giải pháp. Đây là tinh thần của Đức Chúa Trời đang chuyển động trong tôi. Tinh thần này là toàn năng, nó đang tự hiển lộ. Toàn bộ con người tôi vui mừng trong giải pháp. Tôi rất vui, tôi sống trong cảm giác này và tôi xin cảm ơn. Tôi biết rằng Chúa có câu trả lời, vì với Chúa mọi điều đều có thể. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, thần sống trong tôi. Ngài là nguồn của mọi trí tuệ và sự soi sáng. Dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa trong tôi là cảm giác bình an và đĩnh đạc. Bây giờ tôi không còn cảm giác căng thẳng và đấu tranh nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thần lực bên trong mình. Tôi biết rằng tôi cần có trí tuệ và sức mạnh để sống một cuộc sống vinh quang và thành công trong tôi. Tôi thư giãn toàn bộ cơ thể của mình. Đức tin của tôi là nơi sự minh triết của Ngài. Tôi đi tự do. Tôi tuyên bố và cảm thấy sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí, trái tim tôi và toàn thể con người tôi. Tôi biết rằng tâm trí yên tĩnh sẽ giải quyết được các vấn đề của nó. Bây giờ tôi chuyển yêu cầu của mình cho sự hiện diện của Chúa, biết rằng nó đã có câu trả lời. Tôi đang bình an. Bạn lặp lại lời cầu nguyện trên 3 lần vào mỗi buổi sáng, biết rằng thông qua việc lặp đi lặp lại những lẽ thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của mình và thiết lập một thói quen lành mạnh trong suy nghĩ mang tính xây dựng. Bạn cũng nhận ra rằng giờ đây bạn đang gắn chặt với thần lực bên trong nơi bạn sống, di chuyển và có bản thể của mình. Cảm giác kết hợp với Chúa đã mang lại cho bạn niềm tin để vượt qua bất cứ điều gì mà mình đã lo lắng một cách sai lầm. Thông qua sự thay đổi thái độ tinh thần này, bạn đã trở thành một con người cân bằng, đĩnh đạc và an tâm. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, các bước để thành công. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8.